nấp giữa vai. Vĩ được tay đấy, vậy đó là chuyện ngữ cái môi thứ vậy. Môi đẹp không phải môi đẹp bao nhiêu mà tất cả hết trơn mà. Giới thiệu đây là Kim Chi, hoa khôi của lớp 10A. Tên Beo á? Bấm gì dữ trọng? Bấm gì nữa dữ vậy? Để mình không có chạy hết trơn đâu. À. Này Chi. Đi cầm lại quay mấy bạn đây. Không phải sợ mấy bạn sai lắm đâu. Lớp nào con? Không nói chuyện luôn. Là giống muốn ăn đồ đi phải chi mạch hết rồi.